Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh ta, tin tức ngày 29 tháng 4 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Bác bỏ toàn bộ kháng cáo đối với hotgirl Ngọc Miu và ông trùm Văn Kính Dương. Và theo thông tin từ báo Vietnam.net thì cho rằng hành vi mà Văn Kính Dương và hotgirl Ngọc Miu và các đồng phạm gây ra là đặc biệt nghiêm trọng. Hội đồng xét xử đã quyết định bác kháng cáo y án sơ thẩm đối với các bị cáo. Sau một ngày xét xử và nghị án, vào chiều ngày 28 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với ông trùm Văn Kính Dương và Vũ Hoàng Anh Ngọc, biệt danh Hotgirl Ngọc Miu và các đồng phạm. Xét thấy, cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ của hành vi phạm tội. Các bị cáo đã ăn năn và hối cải, nhưng hậu quả hành vi mà Văn Kính Dương và đồng phạm gây ra là đặc biệt nghiêm trọng. Do đó, hội đồng xét xử không có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo nói trên. Và sau khi xem xét và hội đồng xét xử đã quyết định bác bỏ kháng cáo y án sơ thẩm đối với các bị cáo trên. Và theo đó, Văn Kính Dương nhận án tử hình về các tội sản xuất trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, bị tịch thu hơn 1 tỷ đồng. Hotgirl Ngọc Miu lãnh 16 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bị phạt bổ sung 50 triệu đồng. Các bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam, Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân nhận án tử hình về tội sản xuất trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Nam bị bổ sung 400 triệu đồng, còn Quân và Mang bị phạt mỗi người 100 triệu đồng. Lê Hương Giang cũng bị tuyên án tử về tội mua bán trái phép chất ma túy, phạt 100 triệu đồng. Các bị cáo còn lại cũng phải lãnh án chung thân và bị phạt bổ sung 50 triệu đồng. Và theo bản sơ thẩm thì trong khi đang thụ án tại trại giam Công an tỉnh Thanh Hóa, rạng sáng ngày 4 tháng 11 năm 2020, Văn Kính Dương cùng 4 bạn tù cưa song sắt ô cửa, vượt hàng rào, thép gai trốn thoát. Thoát khỏi trại giam, Dương bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh, lấy tên giả là Trần Ngọc Hiếu, rồi thuê căn hộ tại khu dân cư biệt lập cao cấp gần nơi ở của nhiều quan chức ngoại giao để sản xuất mua bán trái phép chất ma túy. Vào tháng 6 năm 2016, Dương quen Tôm không rõ lai lịch ở một vũ trường, sau đó cả hai thống nhất sản xuất ma túy đá cung cấp cho các đầu nậu. Tôm là người cung cấp nguyên liệu sản xuất, Dương cho đàn em thuê biệt thự, mua hóa chất để nghiên cứu, pha trộn các hợp chất hóa học sản xuất ma túy nhằm tránh bị phát hiện. Chúng liên tục thay đổi địa điểm sản xuất ở thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và Đồng Nai. Dương từng bước trang bị hệ thống máy tự động sản xuất ma túy chuyên nghiệp. Cứ sau mỗi mẻ hàng ra lò, Dương chuyển sản xuất. Mỗi lần di chuyển, băng nhóm này đều xóa hết mọi dấu vết. Tay chân trong đường dây của Dương có Nguyễn Đức Kỳ Nam, anh họ của Dương và chuyên nghiên cứu sản xuất ma túy, Nguyễn Đắc Huy, em họ của Dương, quản lý phân phối hàng hóa cho các đại lý miền Bắc, và đặc biệt Hotgirl Ngọc Miu trợ giúp người tình trữ ma túy ở các căn hộ thuê để phân phối các đại lý. Và đó là thông tin ngày 29 tháng 4, và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích thì hãy đừng quên cho tôi một like.